Tiết kiệm gì bây giờ? Nghĩ tiếng Việt đi. Ăn đi. Hello, xin chào mọi người. Thấy hôm nay trên bàn có quá trời đồ ăn không? Thì hình như mọi người rất là thích những cái video về mộc băng ăn uống của tụi mình, nên là mình quyết định sẽ quay thêm một số video về ăn uống nữa. Và chủ đề hôm nay sẽ là chi tiêu hàng tháng, một tháng là tụi mình tiêu bao nhiêu tiền. Trước khi bắt đầu video thì mình xin được phép quảng cáo một chút xíu khoảng khu trong Ipun. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới cho mọi người một cái ứng dụng mà mình cực kỳ tâm đắc, đó chính là Shopback. Đây là một ứng dụng hoàn tiền khi mà các bạn mua hàng online. Shopback là ứng dụng hoàn tiền đến từ Singapore và đã có mặt ở nhiều nước như Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và mới xuất hiện ở Việt Nam dạo gần đây. App này liên kết với rất nhiều hãng như Lazada, Shopee. Về thời trang thì mình có Juno, Vaskara. Mỹ phẩm thì mình có Olivia Pope, Boston, L'Oreal và có cả du lịch nữa mọi người, Agoda, Booking, Klook, không thiếu một cái gì hết. Bây giờ thì làm sao để được hoàn tiền? Rất đơn giản. Các bạn chỉ cần thêm một bước là lên app Shopback, tìm những thương hiệu mình muốn mua rồi mua sắm như bình thường. Shopback sẽ ghi nhận và bạn có thể được hoàn tiền lên tới 25% từ 1 tới 3 ngày sau khi mua hàng thành công. Số tiền sẽ được hoàn ở trong một xác nhận của tài khoản Shopback của bạn, và sau 45 tới 60 ngày các bạn có thể rút tiền trong tài khoản ra bằng tiền mặt và xài bình thường. Mình nhấn mạnh là tiền mặt nha. Đặc biệt các bạn tải app Shopback bằng link của Ly sẽ được nhận ngay 50.000 vào tài khoản. Link thì Ly để ở phần mô tả. Đặc biệt là từ ngày 18 tới ngày 31 tháng 5, khi các bạn mua sắm sản phẩm trên trang siêu hoàn tiền ở Shopback có thể được hoàn tiền lên tới 8,5% nè mọi người. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm của L'Oreal, một cái nhãn hiệu mỹ phẩm mà Ly cực kỳ yêu thích. Và để cảm ơn mọi người đã xem video, mình xin give away hai món quà tới từ nhà L'Oreal là test quà tặng trị giá tới 900.000 đồng. Thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn subscribe và sau đó mình để cái đường link Instagram của Shopback. Thì vào đó các bạn sẽ thấy mini game, các bạn comment 3 số từ 0 đến 999 và sau đó ngày 25 thì Shopback sẽ công bố hai bạn thắng cuộc. Bởi vì là bây giờ Instagram của Shopback chưa có nhiều người follow, cho nên là khả năng mà các bạn được giành được giveaway rất là lớn, cho nên là mình hy vọng là các bạn cố lên. Ok, quảng cáo kết thúc ở đây. Bây giờ tụi mình ăn được rồi. Một chai. Main dish. À, hôm nay mình có mực. Ui, bạch tuộc xào cay. Ai, dễ sợ chưa? Dễ sợ. Cái gì ông làm được sao vậy? Đây là cơm nấm của ông Jun làm. Wow, nhiều quá. Rồi hôm nay mình có quá trời đồ ăn luôn. Mình có nên quay cho mọi người coi không? Tại nhà. Đây là chocomi bạch tuộc xào cay. Nè, bạch tuộc xào cay. Còn cái này là trứng hấp nè, hấp cúc kê xiên. Đây là salad cơ củ cải hợp với lại sốt đậu phụ. Đây là cơm nắm mà Jun làm. Loại sốt đó, rau. Ăn rau xanh mặt luôn. Hôm nay chủ đề của video đó là nói về chuyện chi tiêu hàng tháng của tụi mình. Thì một tháng tụi mình tiêu bao nhiêu tiền. Thì ở mà nào thì Jun sò là hánh tay thì tụi hánh đi mà mực chà. Bây giờ mình ăn trước nha, mình sợ rất là đói bụng. Thì mình đã order cái bạch tuộc ăn cơm. Chính chân một tờ. Wow, thấy bằng nha. Đây là bạch tuộc xào cay nha mọi người. Cái này thì tụi mình không có nấu á. Tụi mình order từ cái nhà hàng Trung Quốc Bông ở gần nhà mình. Cái đó ở Đà Nẵng. Bạn nào mà thích ăn đồ Hàn thì có thể ăn ở đây, đồ rất là ngon. Ừ.
thêm. Bây giờ bắt đầu một cái bột chính nha. Thì ta chia ra làm hai bột, là một phải chi và một muốn chi. Okay, now we talk about the part one. Money we have to pay. First of all, cho bạn bạn đó. Đầu tiên chính là tiền nhà. Thì tiền nhà ở đây mình đã chuyển tới nhà này thì giá rẻ hơn bình thường. Thì giá nhà của mình đang ở bây giờ là 7 triệu. 7 triệu. Ngoài ra thì còn có tiền điện, tiền nước và phí quản lý nhà nữa. Thì gom lại thì một tháng là 10 triệu. Đó, một tháng 10 triệu. Rồi, tiếp theo là chi phí điện thoại, handphone và shipment được, shipment được. Hai đứa 200. Rồi, tiền đi lại. Đi lại thì cũng không nhiều đâu. Như Jun thì Jun dùng Grab để đi học ấy, nên là một tháng chắc tầm khoảng 200. Và đi đổi tham gia tầm 200 thì tầm 400. Rồi sau đó là tiền internet, sắp xếp anh tụng 300. Học quá. 300. Tiền visa. Visa. Thì tháng này tụi mình đã một tháng thì phải trả tiền visa cho Jun là tầm khoảng 130 đô, tương đương với 3 triệu. Trong là tầm 3 triệu một tháng đó. Bình thường thì mình sẽ trả luôn một lần luôn, nhưng mà một lần thì sẽ không, nó phải sẽ bị rối lại thành nhiều quá vậy, cho nên là mình sẽ chia ra mỗi tháng nha. Rồi thì Jun làm tháng là trả tiền phí visa tầm 3 triệu. Rồi tiếp theo là ăn uống. Ăn uống thì mỗi tháng tụi mình đi chợ, đi đi VC, VMAX thì tầm khoảng một tháng 4 lần và tầm khoảng 6 triệu một tháng. Rồi mình sẽ cộng lại nha. Mình sẽ cộng lại cái số tiền là vị chi, là số tiền mà phải chi ra. Tụi mình nói chung chỉ cần thở thôi á, chỉ cần để tồn tại thôi, just survival. Chỉ cần thở thôi là tụi mình đã phải tốn 19 triệu 900 ngàn. Thôi cho 20 triệu đi nha. Để sợ là còn just totally the just the survival we pay 2,000 đô. 2,000 đô? Wow, 그냥. Number 2. Part 2. Part 2. Là một muốn chi. We want to pay. Ngày tháng này là do tụi mình chuyển nhà, cho nên là cái nhà này cần thêm một cái số đồ đạc như là gương, hay là cái kệ dài, hay là cái chỗ để quần áo, những cái kệ này kia. Thì tụi mình đã chi ra cái tiền nội thất ở đây là tầm 4 triệu. Sao phải mình đủ số đi trời. Là 4 triệu. Và các bạn biết rồi, thì là con gái mà, cho nên là rất là cần mua mỹ phẩm này kia, cosmetic. Thì một tháng mình chi, thì tháng này thì mình chi ra 3 triệu để mình mua sắm mỹ phẩm. Các bạn cứ nghĩ là Ly được tài trợ rất là nhiều mỹ phẩm, nhưng mà thật ra là toàn mua xài rồi review về cho các bạn. Nên các bạn có thể thấy là những cái sản phẩm review á, trong một video thường thường nó sẽ là rất là nhiều sản phẩm mix lại với nhau, chứ không phải là của nguyên một nhãn hàng á. Nếu là kiểu quảng cáo thực sự là của nguyên một nhãn hàng rồi, đúng không? Thì toàn bộ là những cái sản phẩm mà mình review cho các bạn, thì hầu hết đó là Ly mua tự cái tiền Ly mua về Ly xài rồi Ly chỉ review để cho các bạn thôi. Và khi mà đặt link ở phía dưới thì các bạn bấm vào mình sẽ được một số tiền phần trăm, mà số tiền mình nó rất là nhỏ chứ không có phải nhiều nhận nhiều gì như các bạn nghĩ đâu. Rồi xong cái phần mỹ phẩm 3 triệu, cho tới áo quần. Ok, awesome. This month the week, thật sự mani sata vẻ hả tôi đi ta. Lúc sau không có tiền. Tháng này tụi mình đã chi khá tiền. Xem không có tiền. Để mua áo quần. Tổng cộng là tầm khoảng 8 triệu để mua áo quần thôi. Thì do mọi người, Jun hay đọc những cái comment là Jun mặc đồ nhìn không có được đẹp á. Không có tiền. Ly có tiền. Jun không có tiền. Ly đẹp quá, Jun không đẹp quá. Hey, cho nên đọc những comment như vậy thì Jun khá là buồn, nên là để đi mua thêm áo quần cho Jun. Rồi mình vào hôm bữa mình có vô S&M để mua một ít áo quần đó để mặc. Nếu bình thường thì hai đứa mình không có quan tâm tới thời trang, fashion hay là mua sắm quá là nhiều áo quần, nên là mình ít tập theo mua đồ. Nào tháng này đặc biệt thì tụi mình mua sắm nhiều hơn một chút xíu, bởi vì làm video mình, nên là ăn mặc đẹp xíu thì cũng đâu có chết ai, đúng không? Rồi tiền áo quần
8 triệu. Tám triệu. Và tháng là mình đã mua một số túi sách và phụ kiện nữa 2 triệu. Mà có 3 ngày mình không accessory. Rồi lâu lâu thì hai triệu. Châu cương. Hai triệu. Trung cương hai triệu. Rồi lâu lâu mình đi ăn ngoài như cái này này, bây giờ mình mua đồ ở ngoài về ăn để quay video này này kia, với lại đi uống cà phê, đi xem phim thì tầm khoảng 1 tháng 2 triệu nữa. Đúng chỉ the outside. Eating and some coffee and something là 2 triệu trong gốc. Rồi tiếp theo thì tiếng Việt. Chung đi học tiếng Việt 1 tháng 2 triệu. Không. Không rồi mà. Này, cách mà được chung đến thế? 1 triệu, 2, 3, 4, 5, 6. À, không, 400만 đồng ở đây sao? 40만 đồng. 40만 đồng. Ở đây sao? Game. Thì 2 triệu cho cái tiền đi học và tiếng Việt. Thật ra ổng học con 1.6 rồi đó. Rồi 1 tháng này có cho tiền, đưa tiền cho Jun tiêu vặt hàng tháng nữa là 2 triệu. One month I give you the 2 triệu. 8 triệu 주세요. Để tiêu vặt. Rồi thì ngoài ra thì Lê cũng có biếu cho mẹ với lại hay cho tiền em thì 1 tháng tầm khoảng 3 triệu nữa. Ổng ma là thông sen thì 3 triệu trong tuổi. One month. Thì bây giờ mình sẽ cộng tất cả lại nha. Thời gian dùng full 2 triệu và tiền biếu cho mẹ và em 3 triệu nữa là tổng cộng là 26 triệu. Hồi 26 triệu cộng với lại hồi nãy là 19 triệu 900 ngàn. Wow. Thì tháng này tụi mình đã chi 45 triệu 900. Cho là 46 triệu đi. Sao chọn 500만 đô. Chán chà đi. Bắc khoa. Wow. Bình thường thì tụi mình không có tiêu nhiều như vậy đâu. Nhưng mà riêng cái tháng này đặc biệt, bởi vì tụi mình mới chuyển nhà. This is special month. Special month. We have to pay the cùng của normally the tuna phải the t-shirt. Ow. Dạ chi chi bà. Ừ khẩn chi chi bà. Ow. Thì không phải tháng nào tụi mình cũng mua áo quần, không phải tháng nào mà tụi mình cũng mua đồ nội thất. Cho nên là nếu như mà trừ những cái đó đi thì một tháng tụi mình tiêu tầm khoảng 35 triệu. Ừ, sẽ bé quốc, có đi trường, trong bé quốc. 12 triệu chứ, thưa là một đi, 1 ngân, trồng đồ, 3 tròn, 500 đồ. Thì mình thấy cũng... Ủa, có Hàn Quốc khai được hết rồi. 3 chữ 주세요. Chúng mà nào. Tham mùa. 오빠가 우리 네 사랑 많이 해서 많이 넣었죠. Thì những cái thắc mắc về chi tiêu trong một tháng của mình hôm nay đã được giải đáp. Mình hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và nếu như mà mọi người muốn biết thêm nhiều về hai tụi mình thì nhớ comment phía dưới để tụi mình làm những cái video tiếp theo nha. Bây giờ thì Annyeong. Hẹn gặp lại. Tiết kiệm đi. Tiết kiệm đi.